Mến chào anh em đam mê dòng chó săn xé Thái Lan, lại là chạy chó chung lùng đây. Hôm nay thì mình có quay một cái clip này gửi cho anh em. Có hỏi mình mấy lần trước thì có hỏi bé đực nào trọng trọng tầm khoảng 4-5 tháng để về cho nó dễ nuôi, khỏi phải cực nuôi mấy con chó nhỏ chích ngừa. Thì hôm nay mình quay cái để lại cho anh em bé đực này ha. Mình để lại làm giống cho mùa sau, nhưng do nhu cầu thì sắp tới mình cũng đem vài bé nhập bên Thái Lan về, nên mình sẽ để bé đực 4 tháng rưỡi này để cho anh em đem về nuôi. Mình đã chích đủ 3 mũi sổ giun đầy đủ rồi, anh em cứ việc đem về mình nuôi thôi ha. Dòng này dòng mắt sói anh em ha, trong nhà cực khủng luôn, rất là giỏi trong nhà anh em ha. Khủng khung thì xoáy kiếm, dòng khung cực đẹp. Con này giống cha lắm, nhưng mà đem mang một cặp mắt giống mẹ. Chó mẹ thì là F1 Việt Nam. Anh em có nhu cầu tìm hiểu thì liên hệ Zalo mình 0363684644, mình sẽ tư vấn cho anh em kỹ về cái con đực này anh em ha. Rồi, mến chào anh em.